Xin kính chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Barista Skill. Các bạn thân mến, vài năm trở lại đây, ở Việt Nam thì cái nhu cầu uống cà phê ngày càng trở nên mạnh mẽ. Và có rất nhiều sản phẩm từ cà phê giúp cho các bạn cảm thấy béo ngậy hơn và thay đổi cái gu cà phê truyền thống như là món cà phê trứng, cà phê muối, vân vân. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm mới mẻ cái quan niệm của chúng ta với một cái món cà phê kết hợp với trái cây, đó chính là món cà phê chanh leo. Đây là một trong những cái món mà mình đã uống rất là nhiều và mình cảm giác nó clean, cái khoang miệng của mình nó sạch sẽ, mình cảm giác rất là rõ ràng vị của trái cây, vị của cà phê, và hơn thế nữa, nó giúp cho mình tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm món cà phê chanh leo rất là đơn giản, dễ làm. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị các nguyên vật liệu và dụng cụ cần thiết cho món cà phê chanh leo này nhé. Thứ nhất là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình nước cốt chanh leo. Ở đây các bạn nên chọn những cái quả chanh leo tươi, sau đó thì các bạn xay sẵn ra để làm sẵn cái nước cốt như thế này. Chanh leo ngon nhất ấy, thì theo mình đánh giá là đến từ Đà Lạt. Chanh leo Đà Lạt rất thơm và ngon. Đường nước, các bạn sẽ sử dụng đường siro đường nước. Tiếp theo là nước lọc, và không thể thiếu là cà phê espresso. Ở đây thì cà phê chanh leo nó cũng giống như là cái khẩu vị chúng ta. Có thể hôm nay chúng ta uống nhiều cà phê thì chúng ta sử dụng là double espresso tương ứng với lại 40ml. Còn nếu như các bạn cảm thấy cần cái vị cà phê nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ sử dụng là 30 hoặc 20 hoặc 15ml thì tùy vào khẩu vị của các bạn nhé. Rồi, không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau làm mới mẻ cái thức uống của chúng ta về cà phê bằng món cà phê chanh leo. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc ly cỡ đâu đó khoảng tầm 350-400ml. Các bạn sẽ cho xuống dưới đáy cốc giúp cho mình là 60ml nước cốt chanh leo. Tùy vào khẩu vị của các bạn nhé, nếu như các bạn muốn nó thơm vị chanh leo hơn ấy, thì các bạn sẽ cho nhiều chanh leo hơn. Tiếp theo là ở đây mình cho 30ml đường. Cũng tùy khẩu vị, các bạn muốn cho ít đường thì chúng ta có thể giảm bớt lượng đường đi. Sau đó các bạn khuấy đều lên. Tiếp theo là các bạn sẽ cho mình là 80ml nước lọc. Toàn bộ hỗn hợp này chúng ta sẽ khuấy đều lên. Sau đó các bạn sẽ cho thêm đá bi. Cuối cùng là cà phê espresso các bạn cho lên trên. Để cái hương vị cà phê này nó ngon nhất ý, thì các bạn có thể sử dụng là cà phê Arabica. Còn mình thì mình sẽ thích cái vị đậm đà của của Robusta. Cho nên ở đây mình sẽ dùng cái tỷ lệ cà phê là pha trộn giữa Robusta và Arabica theo cái tỷ lệ là 70% là Arabica và 30% là Robusta. Lượng cà phê các bạn dùng cho mình là 40ml, tức là tương ứng với một ly cà phê double espresso. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong món cà phê chanh leo rất là thơm ngon. Món này thì mình học được ở bên Thái Lan, một cái quán ở ven đường thôi. Tuy nhiên là nó để lại cho mình những cái ấn tượng rất là sâu đậm về món này. Cuối cùng chúng ta thêm một vài lát chanh vàng vào bên trong để vừa tạo ra cái hương thơm mà vừa có cái sức hút trong cái decor. Thêm thìa vào hút nữa là chúng ta đã hoàn thành cái món cà phê chanh leo này rồi. Các bạn thân mến, như vậy là chỉ sau một vài phút thôi là chúng ta đã pha được cái món cà phê chanh leo này rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ khuấy đều lên và thưởng thức để xem cái hương vị của nó như thế nào nhé. Cà phê này sẽ tương đối là đậm bởi vì là
cái lượng cà phê mình đang sử dụng là 40ml. Nếu các bạn muốn màu trong và đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng là từ 20 đến 25ml cà phê thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử nhé. Mùi vị khá là đặc biệt. Đầu tiên là sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của chanh leo, sau đó thì là vị của cà phê và hậu vị là cũng của cà phê. Cái sự tương phản giữa cà phê và chanh leo nó rất là tốt, nó không bị lệch mùi hoặc là không bị lấn át mùi đi. Mình cảm giác như món này ngon nhất là chúng ta sẽ sử dụng cà phê nhạt vị một chút để cái vị cà phê nó chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng thôi. Còn tùy khẩu vị của các bạn, nếu các bạn muốn đậm hay nhạt thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được để cái hương vị nó phù hợp với cái gu của chúng ta. Hy vọng là cái công thức này sẽ giúp cho các bạn có một cái sự tươi mới trong cái menu cà phê của chúng ta, mà chúng ta không phải uống cà phê nâu, không phải uống cà phê đen, hoặc là không phải uống cà phê bạc xỉ, hoặc là không phải uống cà phê muối nữa, mà chúng ta có một món có thể giúp chúng ta fresh hơn, đó là món cà phê chanh leo. Hy vọng là với công thức đơn giản này các bạn có thể tự làm ở nhà, và nếu như bạn nào có kết quả làm món này ngon thì hãy comment bên dưới để cho mình biết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Barista Skill để đón nhận các video về công thức pha chế, về review về máy móc thiết bị và đánh giá về các quán cà phê hiện tại có trên thị trường. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.